Xin chào các bạn, mình là Đoàn Đại Chí. Hiện nay mình đang ở đường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trước mặt mình kia là căn nhà của bệnh nhân số 518, người vừa mới được Bộ Y tế công bố là nhiễm Covid-19. Các bạn vừa mới công bố lúc chiều nay cách đây ít phút thôi. Thì hiện nay mình đang ở trước nhà của bệnh nhân ấy. Bệnh nhân này là cái người mà ra Đà Nẵng chăm sóc bệnh nhân 426 trước đấy các bạn nha. Thì khi bà ấy về thì bà ấy đã có biểu hiện ho sốt, sau đó thì đưa đi khám và lúc trưa nay thì là thành phố Hồ Chí Minh họ công bố là đã hai lần dương tính và chiều nay thì Bộ Y tế họ xác nhận luôn rồi các bạn nhé. Nhà bà ấy là một cái tiệm vải rất đông đúc. Hiện nay thì cả cái đường Phú Thọ Hòa này có khoảng độ 300-400 cái tiệm vải. Đây là cái khu vực mà bán vải gọi là lớn nhất ở Sài Gòn và cũng là lớn nhất ở phía Nam các bạn. Rất nhiều các tỉnh thành họ hay lên đây họ mua vải lắm các bạn nhé. Thì hiện nay tiệm vải đã bị phong tỏa này, cách ly có lực lượng dân phòng, dân quân các thứ họ ở, và theo như khuyến cáo của anh em người ta làm nhiệm vụ đây, họ bảo thì mình sẽ đứng từ xa mình ghi hình nhé các bạn, mình không lại gần để tránh ảnh hưởng đến công tác của người khác, với lại cũng là bảo vệ cho mình và cộng đồng nhé các bạn. Thì sau khi cái ca 518 này thì còn ở Sài Gòn hôm nay là còn có hai ca nữa, là ca 517 là ở Hiệp Bình Chánh. Thì hôm qua mình đã có đến tận nơi mình ghi hình đêm hôm qua, thì thành phố Hồ Chí Minh họ đã phong tỏa cái khu vực mà ở bệnh nhân 517. Lúc hôm qua mình ghi hình thì cái bệnh nhân 517 chưa được công bố là nhiễm Covid, còn sau khi chiều nay họ mới công bố, nhưng mà đêm qua mình đã đến là lúc đấy là nghi rồi các bạn nhé. Ngoài 517 và 518 ở đây thì còn một người nữa là ở là số 516 ở đường Lê Hồng Phong, quận 10, thì chiều nay mình không có ghé chỗ đấy được các bạn nhé. Nhưng mà ở ngoài cái khu vực đường Phú Thọ Hòa này còn một quán phở nữa cũng liên quan đến bệnh nhân 518 này là cũng đã bị phong tỏa luôn rồi, vì cái quán phở đấy cũng ở gần khu này, cách đây độ 2 cây à, thì đã bị phong tỏa. Nhưng mà hiện nay ở đấy cũng có lực lượng canh gác và tất cả mọi người thì cũng không được ra vào. Như các bạn nhìn thấy cái đường Phú Thọ Hòa này rất là đông đúc và người dân vẫn đi lại rất bình thường. Mình có phỏng vấn một vài người dân ở đây nhưng mà họ không cho ghi hình, thì họ nói rằng là lực lượng chức năng đến làm nhiệm vụ cách ly từ đêm hôm qua, vì lúc đêm muộn rồi không ai biết đâu. Sáng nay rất là nhiều người dậy và họ thấy bất ngờ thì khi khu vực này bị cách ly nhé các bạn. Những cái nhà xung quanh cũng bị cách ly và cái anh mình phỏng vấn, anh ấy nói rằng là chồng và con trai của cái bệnh nhân 518 này cũng đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm rồi. Hiện nay là theo như mình nhìn thấy thì 5-6 nhà ở đây đều bị phong tỏa hết rồi các bạn nhé, và không thấy ai ra vào. Tuy nhiên là ngoài đường thì rất là đông đúc. Thì mình chia sẻ về tình hình dịch cúm Covid trên địa bàn hiện nay là chiều nay thì thành phố Hồ Chí Minh có 3 ca nhiễm trong tổng số 37 ca nhiễm mới. Ngày hôm nay là một trong những ngày mà có gần 100 ca nhiễm, rất là nhiều, một con số cực kỳ khủng khiếp và gây hoang mang cho dư luận, nên là mọi người cần bình tĩnh như các bạn. Đặc biệt là như mình đã thông tin ở clip trước là đã có một bệnh nhân đầu tiên bị tử vong trong khi nhiễm Covid nhé. Tất nhiên ông này bị nhiều bệnh nền, các cái bệnh khác và cũng chú ý tuổi đã cao rồi, nhưng sức đề kháng có thể yếu hơn người thường. Tuy nhiên thì tất cả mọi thứ cũng đấy là cái hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người, và mọi người đặc biệt là phải giữ gìn sức khỏe cũng như là tạo ra những cái khoảng cách an toàn cho bản thân và cộng đồng đúng theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Những cái này thì mình không có nói chi tiết cụ thể và nó cũng khá dễ dàng, nhưng mà mọi người cố gắng chấp hành và thực hiện để bảo vệ sức khỏe cũng như tính mạng cho bản thân, gia đình và xã hội nhé các bạn. Hiện nay thì không phải chỉ riêng ở Sài Gòn mà nhiều địa phương khác này, đặc biệt là Đà Nẵng và Quảng Nam, thì tình hình dịch Covid đang diễn biến là cực kỳ phức tạp. Những cái địa điểm mà đã được phong tỏa ở Sài Gòn rồi thì hầu hết là đã được khử trùng luôn rồi các bạn nhé. Khi lực lượng chức năng họ đến họ phong tỏa thì họ cũng đưa máy móc và các thiết bị họ đến họ khử trùng theo đúng quy định của Bộ Y tế, nên là dù là phong tỏa nhưng mà mọi người cũng an tâm phần nào ấy các bạn nhé. Tất nhiên thì còn các cái nguồn lây khác thì là hiện nay họ đã lấy thông tin và các nguồn lây cũng những người mà đã tiếp xúc gần với lại những cái bệnh nhân này thì đều đã được đưa đi xét nghiệm và đang đợi kết quả nhé các bạn. Các bạn có qua đến đây thì nhớ đăng ký dùm mình để mình đưa những cái thông tin mới nhất, trực tiếp nhất từ hiện trường cũng như là từ những cái thông tin mà mình làm báo mình nắm bắt được để cung cấp đến mọi người, để mọi người biết thêm về tình hình dịch bệnh để phòng tránh cũng như là
tạo ra một cái không gian an toàn cho bản thân mình nha các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những tuần tiếp theo mà mình sẽ tiếp tục làm nha các bạn nhé. Xin một lần nữa cảm ơn bạn bè, những người đã ủng hộ mình nha.